Bumblebee và Optimus đại chiến anh em Robkick và Shatter. Hai anh em nhà Robkick đổ cái phịch trước đám đông đang đứng ở quảng trường. Robkick giơ bức ảnh của Bumblebee lên hỏi: "Have you seen this guy?" Không ai biết Bumblebee ở đâu cả. Hai tên này như phát điên gầm lên, cả hai cầm súng bắn vào đám đông. Mọi người sợ hãi nằm sụp xuống. Sitting up, hands above your head. Shatter bắt mọi người ngồi xuống và giơ tay lên ôm đầu. Lúc này, Bumblebee và Optimus đã chạy tới. Anh em nhà Robkick bật cười vì đã dụ được Bumblebee tới. Bumblebee không nói gì cả, anh chạy thẳng tới đá ngã Robkick. Bee bồi thêm thật nhiều cú đấm. Shatter giơ súng chĩa về phía Bumblebee. Bumblebee quay lại đá ngã Shatter. Bee lại tiếp tục đá Shatter. Robkick nổ súng. Bumblebee và Optimus chạy trốn khỏi trung tâm thành phố. Bee và Up chạy ra nắp sau thùng xe. Bumblebee ngó tới hai đứa kia đã chạy tới kịp. Hai đứa kia chạy tới nổ súng ầm ầm về phía này. You pretend to raise the flag of surrender. Bumblebee bảo Optimus giả vờ đầu hàng. Khi hai đứa kia tới gần, Bumblebee nhảy bật lên đấm ngã Robkick. Bee quay lại thì thấy thằng Shatter đã giơ súng chuẩn bị bắn. Lúc này, Optimus mới thể hiện sự có ích của mình bằng cách đâm ngã Shatter. Bumblebee và Optimus nhìn cảnh hai anh em nhà nọ đang nằm sắp cháy xèo xèo.